mấy chú cúm cũng muốn là đi theo thầy luôn rồi. Chú cúm trắng là đi suốt ngày luôn á, đi tới đồi luôn. Hai thầy sẽ đi hướng nào đây? Thì đi hướng trong cũng được thầy. Em bấm vào mây nhiều khi con mắt cũng chính xác lắm. Dạ dạ. Dạ mời vui xin vào vì thí chủ. Sao lại? Đúng không? Từ từ. Ủa sao lại? Đây là người cô. Cái chân thì rất là khó đi nhưng mà ngày nào cũng đến đây để cúng dường cho hai thầy á, cô chị. Chân cốc á, cô cầm về cho thầy đỡ đỡ phải cầm. Dạ. Thầy hết. Đây là vải. Và cái này có cái này hai cây nứa. Nhưng mà cái thầy có nứa. Có hai chai nước lớn á để đem lên trên thầy để cho thầy dùng và từ từ nha thầy. Bật đi á. Thầy nhận cho vui. Cũng sướng. Dạ chưa. Cúng dường cây kéo luôn. Xíu quý vị. Và sau khi thì Thí Quân Tuệ khắc thật xong thì hai sư thì bắt đầu cũng đi khắc thật luôn. Đầy một bình bát luôn quý vị ơi. Con chúc cho cô được nhiều sức khỏe, chúc thầy cô được hạnh phúc và sống theo những lời Phật dạy. Rồi sống trong ánh hào quang của Đức Phật. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều ha cô ha. Đưa đây, tôi cầm lên cho thầy con nhẹ. Giờ là hai thầy bắt đầu đi thọ thực ha, đến anh chị. Khi nào mà thầy thọ thực thì mình sẽ không quay nhé. Đúng rồi. Dạ. Cô cho con hỏi là cô là ngày hôm nay là cúng dường cho hai thầy nhận. Có ba chú cúng là muốn đi chung đảnh lễ luôn quý vị ơi. Mấy chú cúm này cũng muốn đi theo thầy luôn rồi. Cái chú cúm trắng là đi suốt ngày luôn á, đi tới đồi luôn. Đẹp quá. Wow. Bạn thấy chú cúm màu trắng ngồi trước mặt luôn không? Năm em luôn, năm chú cúm luôn. Năm chú.
nói một bài luôn đi. À, chắc có lẽ là Nhân Hòa cũng kết thúc video tại đây để cho thầy sửa lại y và thọ thực của chú anh chị. Nhân Hòa xin chào của chú anh chị em nha.